Hello, xin chào mọi người, bạn có biết chúng mình đang làm gì không nè? Không nói thì làm sao biết nhỉ? Thì tôi sẽ bật mí cho mọi người biết. Hôm nay chúng mình sẽ xuống Thang Uyên nha mọi người. Lúc này thì chúng mình xuống đến Thang Uyên rồi nha mọi người. Đây là căn phòng mà chúng mình sẽ nghỉ qua đêm nha mọi người. Trời ơi, đông quá trời là đông luôn á mọi người ạ. Rất là nhiều người, không có đường đi luôn. Mình phải nắm tay mấy đứa thì mình mới không sợ bị làm luôn á. Bây giờ là chúng mình sẽ mặc trang phục dân tộc đi xem hội nha mọi người. Ra đến đây thì có khá là nhiều người muốn chụp ảnh cùng tụi mình, cho nên là nó cũng không quay được. Mà đó, mọi người biết chúng mình xuống đây làm gì không nè? Có muốn biết không? Chúng mình xuống chơi đó. Đây là hai đứa fan á mọi người ơi, cứ cứ cute luôn. Kìa, mấy đứa đang chụp ảnh đó. Nu thì nu là người hướng nội mọi người ạ. Nu cũng không thích nơi đông người thế đâu, nhưng mà phải bắt buộc xuống đây. Thôi thì lâu lâu được đi chơi một lần thì cũng coi như là được rồi. Và trước mắt đã là sáng hôm mùng 2 tháng 9 rồi đó. Hôm nay chúng mình sẽ chuẩn bị này, bây giờ luôn đang trang điện. Chúng mình sẽ chuẩn bị đi giếm đó mọi người. Chúng mình đang trên cái tầng 2 nha. Đây là cái cửa sổ mình nhìn sang thì vẫn còn sớm cho nên chưa có người. Mà đặc biệt là cái mặt Nu nó bị cái gì đỏ đỏ mọi người. Rất là đau, sao Nu đi Nu toàn đeo khẩu trang không à. Nu không dám bỏ khẩu trang đâu. Tại vì rất là đỏ mà lại đau ấy. Lâu lâu mới có dịp xuống chơi mà lại bị như thế này. Buồn ơi là buồn. Tay của Nu cũng bị luôn. Chắc do Nu thường ngày sống ăn ở không tốt cho nên mới bị thế. Đùa ơi. Lúc nào là chúng mình đang xuống ăn sáng nha. Cứ tưởng là không được ăn sáng luôn. Đây là nhà hàng Kim Toa này mọi người. Chúng mình ngủ và ăn tại đây luôn á. Rất là tiện lợi luôn. Rồi sau Nu cũng nhờ mấy cô quay đằng sau này. Đây là mấy anh mà đã mời chúng mình xuống nha mọi người. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Vì có mấy anh thì chúng mình mới được xuống chơi như thế này. Còn đây là Nu với Ca nha. Mọi người thấy không, cái mặt Nu nó bị méo mọi người, tại vì do nó bị sưng á. Cúc là đồ ăn rồi nhá. Nu nghĩ là bác vợ phải tiền quá bác lan hóa 30 gram đó mọi người. Ôi quá là đắt luôn, nhưng mà không phải là chúng mình trả tiền nha. Ăn xong thì chúng mình cùng trang điện nè, mặc đồ nè, sau đi giếng đó. Đây là Nu. Thật ra thì Nu không thích đeo khẩu trang đâu, nhưng do mặt Nu bị sưng cho nên thôi cũng đành chịu thôi. Ly với mấy cô nè. Ca cộng vào trong sân vận động. Ngồi ngồi xíu thì có nhiều người muốn chụp ảnh với tụi mình á, cho nên Nu không quay được. Lúc nào là chúng mình giếm xong rồi, chúng mình thay đồ rồi, chúng mình đi dạo nè mọi người. Giờ chơi xíu thì họ cũng gọi về ăn cơm. Ăn cơm xong rồi chúng mình đã chuẩn bị đi về đó mọi người. Chúng mình uống thuốc, xài xe các thứ này, chuẩn bị đồ này. Sắp sửa tạm biệt Thang Uyên rồi. Cúc này là chúng mình đang chuẩn bị rất là kỹ càng. Đợi xe khách ra thay là về luôn. Đây là một chuyến đi chơi 2 tháng 9 khá là vui. Hy vọng năm sau vẫn còn cơ hội để mà xuống đây hoặc là đi chơi đâu đấy. Nếu như mà mọi người ai có dịch hay là anh muốn mời chúng mình đi đâu thì mọi người hãy cứ alo tụi mình nha. Cuối cùng thì Nu xin cảm ơn mấy anh với lại ban tổ chức đã mời nhóm của Nu xuống đây để chơi ăn ở miễn phí. Chờ mong nhóm Nu vẫn sẽ có những cơ hội trải nghiệm tốt như chuyến đi này nha. Trước lúc về thì ban tổ chức có bữa cơm mời chúng mình, nhưng mà Nu không mang điện thoại xuống tại vội quá nên Nu không quay được. Lúc này là chúng mình đã lên xe khách rồi mọi người. Tạm biệt mảnh đất Thang Uyên. Nếu sau này mà giàu ấy, Nu sẽ xuống đây chơi lại. Nói thế thôi chứ không biết còn cơ hội không nữa. Rồi bây giờ Nu về đến nhà rồi đó. Mà Nu về đến thì nhà Nu cũng tổ chức ăn một bữa lộc. Tuy là chẳng khó gì cả, nhưng mà đó là niềm vui mái ấm hạnh phúc gia đình mà mọi người. Lúc nào là Nu đang ăn riêng món bát mì. Cuối cùng thì Nu xin gửi lời cảm ơn tới những người đã theo dõi Nu suốt cuộc hành trình nha. Bye bye mọi người.